Anh Minh. Trời. Ê, đi đâu vậy? Cô kia. Trời ơi, anh có sao không? Kiếm anh có chuyện gì không? Tất nhiên là có rồi. Ra đem nói chuyện một lát. Trời ơi, tập võ chi chứ khổ sở gì nè. Ê, đâu vậy? Sắp tới ngày thi đấu tranh giải toàn thành rồi. Thảo rủ rê thằng Minh như vậy, làm sao nó luyện tập nổi? Thôi mà, cho em ra ngoài nói chuyện với anh chút thôi nha. Không có được. Với tư cách là một người bạn, đồng thời là một cổ động viên cho thằng Minh, tôi không đồng ý cho nó sao lãng chuyện luyện tập như vậy. Có chuyện gì á, nói đại đây đi, tôi không có nghe đâu. Đúng rồi đó, có gì em cứ nói, anh còn phải tập nữa. Tập lúc nào cũng nghe anh nói tiếng đó. Dẫu chức vô địch thái cực đạo toàn thành có hấp dẫn anh đến đâu đi nữa, cũng phải quan tâm tới em chứ. Thôi được, mình ra ngoài nói chuyện đi nghe. Hỏi cần, nói đi luôn cho nó gọn. Anh Hiền ở đây nghe luôn cho vui. Cho nghe hả? Rất hân hạnh. Báo cho anh biết, ngày mai em bắt đầu đi làm. Hả? Em kiếm được việc làm nhanh vậy? Nhưng mà làm cái gì? Người mẫu thời trang. Anh không hiểu tại sao em lại chọn cái công việc đó. Có gì đâu, trình diễn thời trang là một công việc hết sức đàng hoàng, được xã hội công nhận mà. Anh cũng biết như vậy chứ. Nghe phải hiểu, công việc này chỉ thích hợp những cô gái giàu có, nhiều áo lắm quần. Cái đó thì anh khỏi lo, khi trình diễn người ta sẽ cho mình mượn hết. Nhưng anh nghĩ không nhất thiết phải đi làm xa như vậy. Ở thành phố này thiếu gì việc. Anh nói chuyện, ở thành phố làm sao em đủ khả năng chen chân để kiếm được một việc làm tốt như vậy. Còn đối với những công việc bình thường khác, đến bao giờ mới giúp em thoát được cảnh nghèo khổ này? Thảo, em đi đâu về vậy? Chị mới trong nhà em ra nè. Chị tới nhắc rồi em quên. Em nhớ mà chị Thanh. Vậy là ngày mai mình vẫn đi, không có gì thay đổi ha. Đúng vậy. Nè, em cầm thêm một ít tiền để coi có mua sắm gì lặt vặt không nha. Lúc nãy chị cũng đã gửi cho ba em một số tiền để lo thuốc men cho má trong mấy ngày sắp tới đó. Cảm ơn chị. Đây là chị Thanh, bà con của em. Công việc sắp tới em làm là do chị giới thiệu đó. Còn đây là anh Minh, bạn em. Chào anh. Chào chị. Chắc là sẵn sàng để em đi làm chứ hả? Người mẫu thời trang là công việc nhàn nhã, danh giá và nhiều tiền nhất hiện nay đó. Thôi chị về. Em giữ danh thiếp của chị để nhớ địa chỉ. Sáng mai mình tập trung ở đó rồi đi nha. Dạ. Chào anh. Thảo, mang đồ vô đi em. Nhung ơi, lẹ lên. Dạ. Đến chia tay với Thảo đó hả? Nè, đừng có làm cho em gái tôi hết đi nổi nữa nha. Thôi tới giờ rồi, lẹ lẹ lên. Lan đâu rồi? Dạ, em đây. Nhanh lên đi cưng. Bỏ vô giùm em nghe. Dạ. Ê, bữa nay tự nhiên bà Thanh dễ thương một cách khó hiểu ha. Nè nè, đừng có lộn xộn nha, lên xe đi. Dạ. Chị Thanh gì đó là bà con sao với em? Nghe ba nói, chỉ là con người Bắc họ dưới quê, lâu lắm rồi mới gặp. Vậy mà tốt lắm đó anh. Mọi chi phí đưa má em vào bệnh viện để mổ, thuốc men gì chỉ đều lo hết. Không có chị, sức mấy em kiếm được chân người mẫu thì trang này. Anh thấy không? Em à, anh vẫn thấy công việc mà em sắp làm, nó làm sao á? Sao là sao? Đó là công việc kiếm được nhiều tiền nhất bây giờ đó. Anh không nhớ chị nói sao? Nhưng anh thấy sợ. Sợ gì? Sợ em á. Tại em đẹp quá. Anh không tin em hả? Mấy cô đó là ai vậy? Thì chắc cũng là người mẫu thời trang của chị Thanh. Nhìn là biết rồi. Thiệt tình, anh không muốn em đi chút nào. Giả mà chiều nay anh được trúng số thì hay quá. Thôi, làm gì yếu xìu vậy?
Em đi làm một thời gian rồi sẽ về mà. Nè, anh cười coi. Ê, ê, lẹ lên, lẹ lên, bắt tay. Rồi sao mui trần gió mát đã quá. Ê, lên đây coi. Lính mới của chị Thanh coi còn ngon quá, còn chất lượng lắm. Nè, em gái của tôi đó. Đùa giỡn nhẹ mồm nhẹ miệng một chút. Con nhỏ này lúc nào cũng thích đùa giỡn, em đừng để ý. Dạ, có gì đâu chị. Chị dẫn Nhung và Lam vào đây có chuyện, em đợi một lát nha. Dạ. Cô Thảo thích biển lắm phải không? Dạ. Hồi nhỏ có một lần em được cô giáo dẫn ra đi chơi cùng với các bạn. Anh chàng hồi sáng là gì của Thảo vậy? Dạ, ảnh là bạn trai của Thảo đó. À, chị Thanh ra kìa. Đợi chị lâu không cưng? Xong hết rồi, bây giờ mình về nhà. Dạ, cô Thanh mới ra. À hả. Trong thời gian đi làm, em có thể ở đây, cứ tự nhiên đừng ngại gì hết. Ông Bảy, sửa soạn giùm tôi mấy phòng nha. Dạ, có sẵn hết rồi. À, khoan đã. Gì nữa cô? Đây là Thảo, em gái tôi. Nhớ chăm sóc chu đáo nha. Dạ, tôi hiểu, tôi hiểu. Mời cô. Nè, anh mang giùm tôi chiếc vali lên phòng đi. Cô Thảo ở phòng này đầy đủ hết á, nhưng cần gì thêm cô cứ nói tôi. Dạ thôi được rồi bác. Dạ. Đi đâu vậy? Lại giúp em một tay. Cởi giùm chiếc vớ ra coi. Nực quá à.
Gì nữa không? Cái đó thì tự anh phải biết chứ. Mày dò số gì kỹ vậy? Còn để thằng nhỏ đi bán nữa. Chú dò hai số đuôi thôi là biết trúng hay trật rồi. Dò chứ sáu số lận. Thôi vô tập đi. Không trúng được tờ nào hết. Cảm ơn nha. Chú mua giùm con mấy tờ mở hàng đi chú. Tiền đâu mua. Xạo hoài. Mày coi nè. Đó. Nè. Đó. Vậy mà bắt người ta đợi nãy giờ. Vài bữa nữa có tiền ta mua cho thằng cặp. Ha. Thôi vô tập đi. Đọc gì mê vậy? Chuyện vụ án hả? Vụ án thì nhầm nhò gì. Cái này mới là độc chiêu. Mày đọc đi. Mà thôi để tao. Cái này giọng tao đọc mới hấp dẫn. Công an thành phố vừa khám phá ra một đường dây xét tua có quy mô lớn. Bằng các thủ đoạn tinh vi, bọn chúng đang lừa gạt các cô gái đưa vào con đường tội lỗi. Chúng đã khéo léo che đậy ngụy trang với nhiều hình thức khác nhau để tránh sự theo dõi của quần chúng và các lực lượng công an. Xem tiếp trang 7. Ê, công nhận bài phóng sự này giết độc thiệt ha. Mày đang nghĩ gì vậy? Thảo, bỗng dưng tao cảm thấy không yên tâm. Nếu có điều gì không hay xảy ra cho Thảo thì... Mày đừng nghĩ dớ dẫn. Trình diễn thời trang là một công việc đàng hoàng, không ai dám lợi dụng để làm bậy đâu. Tao cần phải đi tìm Thảo ngay, không thể chậm trễ được. Đâu không. Còn cuộc thi đấu tranh giải du lịch toàn thành mày bỏ hả? Không nên làm như vậy. Anh em đang dùng hết hy vọng vô mày. Đừng phụ lòng họ. Nghe Minh. Tranh thủ một lát vậy mà kiếm cũng đỡ. À, 50 đô la chứ ít gì.
có còn hơn không. Ai chỉ cho em cách đi khách ngoài bãi biển như vậy? Nghề dạy nghề mà chị. Đúng là tiền rừng bạc biển, thiên nhiên lúc nào cũng ưu đãi chúng ta. Còn cảnh quan hùng vĩ thì xóa tan đi mọi dấu vết tội lỗi. Ủa mà sao bữa nay hai đứa tụi mình văn học quá vậy? À, các anh ơi, đừng có nhìn em soi mói như vậy. Em xúc động lắm, chị không có nổi đâu. Đồ cà chớn, đàn ông con trai bỏ cái tật tò mò đó đi nghe chưa. Vừa vừa thôi Lan. Sợ gì mấy thằng gà mái đó. Ủa, chị lượm ba cái thứ này làm chi vậy? Cho con gái chị đó. Khổ chưa, đã ra tới đây rồi còn con với cái. Chừng nào em có con như chị rồi mới hiểu. Em nói thiệt, chị đừng giận nha. Chị thương con như vậy thì làm nghề này để làm gì? Chị không sợ nó biết sao? Sợ chứ. Chính vì vậy chị định làm tạm một thời gian rồi nghỉ, kiếm ít tiền ra buôn bán lặt vặt. Có cực nhưng không nhục. Em thì lại khác. Lắm lúc muốn đi làm một công việc gì đó đàng hoàng như bao người khác, nhưng em sợ cực nhọc. Em muốn được ăn chơi thoải mái. Thôi mình về đi Lan, để bà Thanh tới đón mình không thấy lại nổi giận nữa. Tối nay còn phải chạy show cho bà, không nhớ sao? À, chị có để ý con bé cùng đi với mình không? Chắc lại là con mồi mẹ Thanh vừa bẫy được. Chà, không biết bao giờ mới làm thịt đây. Em á hả? Ờ, chị Thanh đang đợi ngoài xe, kêu cô tới đi dặn dò gì đó. Dạ. Đây rồi, Thảo nè. Lát nữa chị phải đi lo cho buổi biểu diễn thời trang tối nay. Em ở nhà với ông Bảy nghe. Ông Bảy hả? Ừ. Con mình em với ông Bảy ở nhà thôi hả? Có gì đâu, mặt mũi ông dễ sợ như vậy chứ hiền khô à. Có lẽ chị đi tới khuya mới về. Em ở nhà ăn cơm xong nghỉ sớm nha. Ngày mai bắt đầu công việc rồi đó. Chị đi ha. Nè, cô mang áo số 9 khá lắm. Vedette của chúng tôi đó nha. Phải chờ đến trang phục áo tắm mới đánh giá được chất lượng sản phẩm rồi mới chọn chứ. Đúng, thời buổi này phải ăn chắc mặc bền. Nhưng mà chỉ chọn trong số các cô mà tôi đã nói thôi nghe. Những cô khác không phải là người của tôi đâu. Mùa đét của chị là xịn rồi. Xịn là cái chắc. Vô đi.
Chuyện gì vậy cô Thảo? Ông Bảy, ghê quá, nhà này làm như có ma. Làm gì có chuyện đó, tại vì cô lạ chỗ, khó ngủ nên tưởng tượng vậy thôi. Hay là bác cho cháu ngồi chơi với bác, chờ chị Thanh về. Tưởng gì, cái đó thì dễ thôi. Cô ngồi chơi, tôi đang lỡ tay cái này một chút. Áo của ai vậy bác? Chẳng giấu gì cô, áo này là của con gái tôi. Ngày bỏ đi nó mang theo hết, chỉ còn lại chiếc áo này. Nó bị người ta lừa vượt biên, tàu chìm, chết ngoài biển rồi. Tôi cất kỹ chiếc áo này, lâu lâu nhớ nó tôi mới lấy ra. Hồi chiều mở tủ coi lại, ai ngờ mấy con chuột phá quá. Đang sửa soạn giá lại thì nghe tiếng cô la. Bác nè, cháu cũng như bác thôi, ra đây cũng làm công kiếm tiền để nuôi ba má. Đừng kêu cháu bằng cô này cô nọ nữa nha. Còn áo này cháu giá lại cho. Dám cả không? Một ăn mười. Con bé này một lửa rồi. Nếu vậy để tao chuyên viên sưu tầm đầu cổ đây. Cái này
Nãy giờ anh đi đâu vậy? Ra ngoài một lát cho thoáng, trong này ngộp quá. Khỏi cần chọn lựa, tôi số 9. Ông quả là người có khiếu thẩm mỹ. Còn ông, số mấy? Số 7. Tôi luôn trung thành với thú sưu tầm đồ cổ. Ông đúng là người sành điệu. Đẹp lắm nghe. Trời ơi, em dễ thương lắm. Dễ thương quá. Sao vậy? Chìa khóa nè, đi đi. Lẹ lên, lẹ lên em. Trời ơi, dễ thương quá. Bà Thanh này ác thiệt. Hôm nay mệt thế mồ còn bắt tiếp khách nữa. Không sao đâu, để em. Cứ như lần trước. Lẹ lên, anh nóng ruột quá rồi. Khoan anh, để em tắm đã. Gì rồi? Mở cửa. Mở cửa, mở cửa coi. Lan có chuyện gì vậy? Lan, 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 em làm sao vậy? Đau quá. Kêu bác sĩ giùm em đi. Lẹ lên. Mày làm gì con nhỏ? Mà nó la dữ vậy? Trời ơi, đã làm gì đâu. Mới ôm cô ta một cái, cô ta quằn quại, hô đau bụng, vậy đó. Ê, ê, mày đi đâu vậy? Kêu bác sĩ tới cấp cứu chứ làm gì nữa. Alo, tổng đài phải không? Cho tôi xin. Cô tính để thiên hạ ung ung kéo nhau lên đây hả? Thì đã sao, phải lo cứu nó chứ. Không được đâu. Ờ, đúng rồi đó, trễ một chút xíu tao sợ con nhỏ này chết mất. Đồ ngu, mày muốn tất cả mọi người biết tụi mình đi chơi gái đó hả? Như vậy là chết tao. Trời ơi, còn đứa nó mà tranh luận nữa. Thôi để tôi đưa nó đi cấp cứu. Giúp dùng một tay coi. Ê, gì vậy? Đi đâu vậy? Thì đưa nó đi cấp cứu. Đồ ngu. Thôi mình tôi đi được rồi. Mấy anh chờ một chút, tụi này sẽ trở lại. Lẹ lên.
Hy vọng tụi nó trở lại chứ. Con của tao thì chắc, còn con nhỏ bệnh hoạn của mày chắc phải nhờ bà Thanh cho tiêu lãnh dịp khác. Mẹ kiếp, chơi bời mà còn đòi truy lãnh. Vậy là mất toi tiền. Ê, ê, lẹ lẹ coi nè. Hả? Lẹ lên. Đó, mày thấy gì không? Mà kiếp, lại bị lừa. Trời ơi, không phải. Đi vậy đâu có được. Nè, coi tôi nè. Hiểu chưa? Đi thử coi. Để tay đây nè. Đi. Được rồi đó, bây giờ đi lẹ lên. Đây, quần áo đi biểu diễn thời trang của mấy cô có rồi nè. Đã quá ta. Quang Huynh Khanh đã tích cực góp phần làm đẹp cho em phụ nữ. Ê, cái này thôi, còn cái kia là của cô Thảo. Chị Thanh lúc nào cũng ưu đãi người mới. Lên thử đồ đi Nhung. Ê, nhẹ tay một chút coi chừng rách đó nha. Toàn là đồ đi thuê không à. Rách một cái là đền chức dịch luôn đó. Nhung Lan, chờ chút coi. Để Thảo lên thử đồ nha. Thảo nè, lát nữa tôi về Sài Gòn, Thảo có gửi gì không? À, vậy thì hay quá, cho em gửi nhờ hai lá thơ nha. Ừ. Định đi gửi bưu điện đó. Em có ghi địa chỉ vô đây hết rồi đó. Một cái gửi cho ba má em, một cái gửi cho anh Minh. Minh là ai vậy? À, anh có gặp rồi mà. Hôm mình ra đây, anh có tới tiễn em đó. Các bạn ơi, chiến thắng rồi. Câu lạc bộ ta vô địch. Nghe đây, nghe đây, tất cả chú ý, hôm nay là ngày vui của chúng ta. Mình đã thi đấu xuất sắc để đạt danh hiệu vô địch Thái Cực Đạo toàn thành. Đó không chỉ là niềm vinh dự của mình mà còn là niềm tự hào của câu lạc bộ chúng ta. Vì vậy cho nên, để đánh dấu thành công của ngày hôm nay, ban chủ nhiệm câu lạc bộ quyết định kéo toàn bộ anh em chúng ta đi uống bia hơi để liên quan. Té tao bây giờ, té tao mà trời ơi, không được đâu, tao nó té mà, bỏ xuống đi. Trời đất ơi, tụi này, té mà, bỏ tao xuống đi mà. Té tao bây giờ. Nè, thật là một ngày hạnh phúc phải không? Đây, tiền thưởng của sở dành cho cá nhân đoạt giải. Lúc nãy thấy mày lu bu quá, thành ra huấn luyện viên kêu tao lãnh dùm. Cảm ơn. Không mít đâu nghe không? Tao coi rồi, dư sức hả? Mày đi thăm em Thảo. Đúng rồi đó, phải ra thăm Thảo thôi. Sao mới có mấy ngày mà tao nhớ nàng quá. Không sao đâu, Thảo đã chuẩn bị cho công việc, chỗ làm này rất tốt. Thôi, cháu xin phép về. Vậy là hai bác yên tâm về Thảo rồi ha. Chừng nào cháu ra lại? Dạ, có thể là chiều nay. Hay là cậu ở lại ăn bữa cơm trưa với gia đình tôi nha. Dạ, cảm ơn hai bác, nhưng cháu phải về ghé qua thăm nhà. Chắc cậu che nhà tôi nghèo chứ gì. Dạ không có đâu, nhà cháu ở bên quận 8 cũng như vậy thôi. Cháu phải về vì mẹ cháu trông. Nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Anh ơi, bữa nào anh chở em ra thăm chị Thảo nha. Bữa nào thông thả anh sẽ chở em ra thăm. Thôi, xin phép hai bác đi nha. Đó, bà thấy chưa? Vậy mà lúc con Thảo đòi đi làm, bà cứ lo nghĩ bậy bạ. Mày ngó gì vậy? Hả? Không. Chu Viên, khi không tự nhiên thắng xe là giữa đường rồi ngó tùm lum à, làm tao ngó theo. Bây giờ trật cần cổ thấy không?
Thôi đi. Như vậy không được đâu. Tùy theo bộ trang phục đang mặc thì dáng đi của mình phải khác chứ. Với bộ xoa rê này, Thảo phải khép nách lại vậy nè. Hai bàn tay xòe ra. Đâu đi thử coi. Ờ, tới nữa đi. Đó, nhẹ nhàng như vậy là đúng rồi đó. Công nhận cô bé này lên đồ có đẹp thật đó. Chị Nhung, có ra biển đợi em với ngang. Ừ, được rồi, không ai bỏ rơi cô đâu. Thôi, hôm nay tập dậy đủ rồi. Nghỉ nha em. Chị Thanh bữa nay biết điều quá. Lại lên Nhung ơi. Đi bơi giờ này mới không bị đen. Đi. Thảo nè. Để chị giới thiệu. Đây là ông Bang, đại diện công ty nước ngoài. Còn đây là Thảo, em gái tôi. Chào cô. Dạ. Em vô thay đồ đi, rồi ra phố ăn cơm với chị. Dạ thôi, em đã hẹn đi tắm biển với chị Nhung, chị Lan. Thôi cũng được. Nhớ nhắc hai đứa về sớm, tối còn biểu diễn. Em đi đi. Dạ. Em gái của Thanh hay à, đẹp lắm. Nhưng tánh nó khó lắm. Người khó mới là người hay chứ. Chị Nhung thấy mấy hôm rày em tập được không? Cũng được. Mấy bộ đồ thời trang em mặc vào chắc dị hợm lắm hả? Không sao đâu. Chị Thanh nói bắt đầu tối mai cho em ra trình diễn đó. Vậy à? Ừ. Lần đầu tiên ra trình diễn chắc run lắm chị ha. Rồi sẽ quen thôi. Cái gì cũng vậy mà. Vậy hả chị? Chị Nhung ơi, tới coi nè. Gì vậy? Quần áo mình thay ra để trên bờ, ai cho mất rồi? Trời đất, tìm lại chứ coi. Ý, kia kìa. Đồ của chị Nhung nè. Đúng rồi, kia nữa kìa. Khốn kiếp, đứa nào dẫn dai vậy ta? Ê, thằng nào con nào muốn cái gì thì ra đi, đừng có chơi cái trò đó. Mới dẫn chút xíu làm gì cô em đã la hét ôm xồm dữ vậy hả? Cũng là chỗ quen biết với nhau mà. Tưởng ai chứ. Hai anh giỡn thì vui thôi. Sao? Mấy bữa nay còn đau bụng nữa không em? Hả? Lan ơi. Tụi anh cũng không nỡ nặng tay đâu. Chỉ muốn dạy một bài học. Lần sau muốn lừa đảo ai thì nên coi mặt. Đồ khốn nạn. Đứa hèn, tụi bây đàn ông mình đi đánh con gái như vậy đó hả? Nghe đây, đối với những đứa như tụi bây thì không cần lớn sự đạo đức nào hết, hiểu không? Làm gái thì cũng phải làm cho đàng hoàng, lẽ ra phải cho mặt tụi bay mỗi đứa một thẹo để nhớ đời. Nhưng thông cảm, tụi mày cũng cần có một chút nhan sắc để tiếp tục làm gái, nên tao tha đó. Đi.
Lan ơi, có sao không? Ui da, ui. Thằng này nó đập mạnh quá. Bữa nay là đau bụng thiệt đây. Chị coi mặt em có sao không? Tối nay còn phải diễn thời trang nữa đó. Bị chút xíu nhưng không có sao. Tối nay đến vấn dày một chút lên thì không thấy đâu. Thảo, đi về. Mày sao vậy? Mình về đi Thảo. Mày làm gì mà nhìn tụi tao như quái vật vậy? Thương hại hả? Hay là ngạc nhiên? Ừ đó, tụi tao ra đây làm gái để kiếm tiền, đi lừa gạt hai thằng chó đẻ đó. Không ngờ gặp thứ côn đồ nên mới bị nó đánh như vậy nè. Rồi sao? Bây giờ mày mới biết chứ gì? Mày khinh tụi tao chứ gì? Nhưng tao yêu cầu mày dẹp ngay cái mắt đó đi. Tao căm thù người nào nhìn tao bằng ánh mắt đó. Tao căm thù mày biết chứ? Đi đâu vậy? À! Sao anh lại đưa tôi tới đây? Thôi, tôi đã nói hết cho anh nghe rồi. Anh hứa giúp đưa tôi về với ba má mà. Phải, nhưng không thể ngay bây giờ được. Và cô, tối nay không thể ngủ ngoài đường. Vô.
Khanh, em không muốn ở trong khách sạn vậy đâu. Em sợ lắm. Anh đưa em về Sài Gòn liền bây giờ đi. Tôi đã nói rồi, muốn cái gì cũng phải đợi đến sáng mai. Không thể lái xe về Sài Gòn trong đêm khuya như thế này được. Trời, tại sao Thảo lại hiểu lầm lòng tốt của tôi chứ. Thôi, được rồi, nếu như Thảo sợ ở đây thì... Đây, xin mời, cứ tự nhiên ra bãi biển ngủ cho mát. Đi. Em cứ làm anh rối lên, chút xíu nữa là anh quên mất. Em có thư đây nè. Thư của anh Minh hả? Không, thư của ba má em. Anh có gặp anh Minh không? Không, về Sài Gòn chuyến này anh bận nhiều việc lắm, nên chỉ có thể ghé thăm nhà Thảo thôi. Còn lá thư? Anh gửi bưu điện rồi. Mà thôi, em đọc thư đi. Em mừng quá, trong thư nói má em đã khỏe nhiều rồi. Ba má em khen anh Khanh tốt và dễ thương. Cảm ơn, cảm ơn ba má. Anh tính đi đâu vậy? Về chỗ chị Thanh. Mà Thảo cứ ở đây đi, sáng mai tôi sẽ đón sớm. Anh Khanh. Gì nữa? Hay là anh cứ ở lại đây, để sáng mai đem về sớm. Thế Thảo không sợ tôi à? Ba má em nói anh tốt và dễ thương. Tại sao chị Nhung chị Lan này làm cái nghề đó anh ha? Có trời mới biết. Chị Thanh rất tốt với gia đình em. Không hiểu trong chuyện này em có nghĩ sai cho chị không? Trời mới biết. Anh làm tài xế cho chị lâu chưa? Hả? Anh Khanh. Tao không rành đường, mày lái đi.
nhưng cẩn thận, xe mượn á, lỡ có đèn trụ không có tiền đền à. Yên chí đi, tao lái máy cày hoài à, ba cái thứ này nhầm nhò gì. Rồi bây giờ đi đâu trước? Tìm Thảo. Nhưng mà tìm ở đâu? Tao cũng không biết nữa. Thường quay viết thư về cho gia đình cũng không ghi địa chỉ. Hình như Thảo đã ở một ngôi nhà nào đó ở gần biển. Ba quái nói vậy á. Ở thành phố này có bao nhiêu ngôi nhà ở gần biển mày có biết không? Chắc là nhiều. Đó, đi kiếm hết à, chắc tới sang năm luôn. Bây giờ làm sao? Đi đâu? Trước tiên là mình phải kiếm một khách sạn nào đó để cất đồ, tắm rửa, nghỉ ngơi. Hồi sáng mày hối hả? Tao chưa kịp đánh răng. Nhìn thấy xịn quá, sợ không đủ tiền. Thì vô hộ thử đi, không đủ tiền kiếm chỗ khác. Dạ thưa anh, cần gì à? Thưa cô, tôi muốn hỏi ở đây. Đêm qua thấy anh ngủ say như chết. Dạ, yeah, chắc là tại mệt quá. Em ra trước để anh lấy xe nha. Dạ, người quen của anh đó hả? Tối qua họ mới ở đây vừa trả phòng hồi sáng. Thật là đẹp mắt. Trời ơi anh Minh, cô không ngờ tôi có mặt ở đây đúng lúc để chứng kiến việc làm bỉ ổi của cô chứ gì. Trời ơi anh Minh, anh hiểu lầm rồi. Cô muốn đi. Anh Minh, anh đi đâu vậy? Không, anh phải nghe em nói đã. Đồ bỉ ổi, không ngờ mà. Minh, mày làm gì vậy? Anh Minh, không, anh không được đi đâu hết nếu anh không chịu nghe em nói. Bây giờ cô còn muốn nói cái gì nữa hả? Anh Minh, em... im đi. Đó, người của cô đến rồi đó. Chuyện gì đó Thảo? Đưa đây. Không. Đưa đây. Này anh bạn, sao bàn tay quá vậy? Đưa đây. Minh, chuyện gì vậy? Tao không hiểu gì hết. Anh Khanh, đừng làm vậy. Đi. Đưa ra. Đưa ra. Anh Minh. Anh Minh. Ê Thảo, kêu kìa, bộ mày điếc rồi hả? Giờ làm sao? Tất cả là tại anh. Anh đi đi, tôi không cần mấy người nữa. Chưa bao giờ tôi gặp một trường hợp như thế này cả. Ông Bảy. Dạ. Ông là gác gian ở đây, đi mà tối qua con bé bỏ đi lúc nào ông cũng không hay à? Thì cũng như mấy bữa trước, tôi thấy cô tắt đèn đi ngủ sớm, vậy là yên tâm rồi. Hơn nữa tôi là gác gian giữ nhà chứ đâu phải bảo vệ giữ người, xin cô thông cảm. Ông nói đúng, có lẽ cũng cần phải mướn bảo vệ để giữ người, riết rồi không thể tin ai được nữa. Thôi ông đi lo công chuyện của mình đi. Còn hai đứa tụi bay chắc là đã ngứa miệng kể cho nó nghe hết rồi phải không? Tôi chỉ khai những gì thuộc về tôi thôi, còn việc chị có mua bán mần thịt nó hay không là chuyện của hai người. Tôi không có xem vào đâu, chị đừng sợ. Đúng là nuôi ong tay áo mà. Nè, coi chừng chị lầm đó. Giữa tôi và chị chưa biết ai nuôi ai à. Khốn nạn, mày dám trả treo với tao như vậy đó hả? Ê, đừng có xử sự như vậy, tôi không nể đâu. Hả? Lan, Lan, em không được hộ. Cái gì? Cô Thanh, cô Thanh, cô Thảo về rồi kìa. Yeah.
phải tìm gặp anh Minh giúp em, nói cho anh hiểu là giữa em và anh hoàn toàn không có gì hết. Chuyện phải ở trong khách sạn đêm qua là bất đắc dĩ. Té ra anh cũng phản tôi luôn. Kỳ Thảo, sao em bỏ đi mà không nói với chị tiếng nào vậy hả? Nhưng mà không sao, chị hiểu hết rồi. Chị cũng vừa mới la con Nhung Lan xong, chị cũng đâu ngờ tụi nó ra đây làm chuyện bậy bạ như vậy. Thiệt mang tiếng chị hết sức vậy đó em. Em bị sốc, bỏ về là đúng. Gặp chị cũng làm như vậy. Nhưng giá em nói với chị một tiếng có phải hơn không? Còn chuyện thằng Minh thì sao? Em ở với Khanh trong khách sạn bị nó bắt gặp hả? Dạ. Nhưng em thề với chị, với em và anh Khanh không có chuyện gì hết. Không sao, cái đó chị biết. Hiểu lầm cả mà. Chắc là Minh nổi ghen dữ lắm hả? Thôi để chị lo, em cứ ở đây. Chị sẽ tìm Minh, dẫn nó tới trước mặt em để giải tỏa sự nghi ngờ này. Em cảm ơn chị. Mày kêu gì dữ vậy? Ở đây chém đẹp lắm đó. Có đủ tiền để trả không? Không phải đang ở Sài Gòn đâu mà có thể chạy đi mượn tiền. Hiền chi, có thiếu tiền thì mình cầm luôn chiếc mô tô. Xe đi mượn mà đòi cầm cọc, muốn ra tù hả? Thì đã sao, miễn có thể xả láng cuộc đời là được. Tao biết mày đang giận Thảo, nhưng chuyện đâu còn có đó. Cái gì cũng phải bình tĩnh. Giận như mày hao tiền lắm. Mày nên nhớ ở đây người ta bán 2 đô la một lon. Đừng cứu thêm. Trời ơi, mày làm gì vậy? Mày chẳng hiểu hết, tao đang buồn mà. Buồn thì ra nhảy, vui khỏe mà đỡ hao tiền. Mày cứ nhảy đi, tao muốn nữa đâu. Thôi được, tao cho mày tiêu chuẩn thêm một lon. Còn phần này tao giữ, đóng kêu thêm á. Trời ơi, hai hôm nay tìm anh khắp nơi à? May sao gặp anh ở đây. Tìm tôi có việc gì? Quan trọng lắm. Chuyện của Thảo đó. Giữa tôi và Thảo không có chuyện gì để nói hết. Bình tĩnh anh bạn, tất cả đều chỉ là hiểu lầm thôi. Đúng đó, Thảo đã kể cho tôi nghe câu chuyện mấy người đụng mặt nhau ở khách sạn. Không có gì hết trơn á, Thảo nói rất là đàng hoàng. Câu chuyện cũng khá dài, rồi tôi sẽ kể hết cho anh nghe. Nhưng trước mắt anh phải đi tìm gặp Thảo ngay. Phải đó, tội nghiệp nó lắm, Thảo lúc nào cũng nhắc đến anh hết á. À, xin lỗi nha, xin lỗi. Thôi mình vô đi. Chưa hết bài mà. Nhưng mà tôi trả tiền để cô nhảy với tôi chứ đâu phải nhảy với thằng này. Đĩ mà còn mày đặt dây tiền. Ê, ăn nói cẩn thận đi chưa. Vô ngồi chơi đi.
Không, với một người bạn đang thất tình, cô tới ngồi chơi. Mọi chuyện tôi và Khanh đã kể hết cho anh nghe rồi. Bây giờ anh phải biết mình làm gì chứ. Chị đã dẫn mình đến đây để giải quan cho em. Vậy là hoàn thành nhiệm vụ rồi nha. Cảm ơn chị. Bây giờ tôi xin được rút lui. Từ ngày em đi, anh lúc nào cũng lo lắng. Nhìn những người đi cùng em trong chuyến xe buổi sáng hôm đó, anh có băn khoăn. Anh muốn nói chị Nhung với chị Lan. Ừ. Ngay hôm đó, anh đã có cảm giác là họ làm cái nghề không đàng hoàng. Còn em thì mãi sau này mới biết, và đã hoảng sợ bỏ trốn về nên mới ra chuyện. Lẽ ra em không nên tự ý hành động như thế. Phải, chị Thanh cũng đã nói với anh như vậy. Giá mà lúc đó em kể chị chỉ nghe những điều em biết về họ, chị đâu có ngờ họ ra ngoài này để làm những công việc đó. Phải công nhận chị rất tốt với em. Không có chị Thanh, biết chừng nào anh mới hiểu em. Thôi, anh đã xin lỗi rồi mà, cứ nhắc hoài. Còn công việc của em bây giờ ra sao? Chị Thanh giới thiệu em vào bán trong cửa hàng mỹ nghệ. Chị không cho em làm người mẫu thời trang nữa. Chị nói Nhung và Lan đã làm chị mất uy tín trong công việc đó. Mà sao hỏi nhiều vậy? Nói chuyện khác đi. Anh hỏi em nhiều á là vì anh yêu em. Chúng mình không ở gần bên nhau nên luôn lo sợ những việc bất trắc có thể xảy ra cho em. À, sao em không viết thư cho anh? À, em có nhờ anh Khanh chuyển thư cho anh, và anh nói đã gửi bưu điện. Anh không thấy gì hết. Anh có cảm giác anh ta có vẻ không được bình thường với em. Bậy. Biết anh ta là gì của chị Thanh không? Họ tình quá phải không? Tôi không hiểu tại sao cô lại bắt tôi hạ mình. Thanh Minh giải thích chuyện con Thảo cho thằng lõi đó nghe. Có gì đâu. Như vậy tụi nó mới hiểu và trở lại với nhau, thương yêu nhau. Từ đó, con Thảo nó mới đủ vui vẻ, tin tưởng tôi để ở lại đây. Ra là như vậy.
Nghĩa là cô vẫn tiếp tục ý đồ làm thịt nó à? Tất nhiên, bấy lâu nay mình vẫn sống bằng cách đó mà. Nếu không, tôi phải giả vờ ngọt ngào với nó để làm gì? Anh tưởng tôi không xót xa khi nghe con bé kể ra việc anh định giúp nó trốn về Sài Gòn à? Anh tưởng là tôi không biết anh mê nó à? Vậy mà tôi phải giả vờ bỏ qua hết mọi chuyện, cốt sao để giữ con bé lại, bởi vì tôi đã đầu tư khá tốn kém vào nó. Lật ngửa bài lên với nhau hết đi. Tâm trạng của anh bây giờ cũng là tâm trạng của tôi lúc này. Anh ghen tức với thằng Minh, nhưng cứ phải đứng ra làm chứng nhân để hàn gắn mối tình của tụi nó. Cũng như tôi, căm thù con bé, nhưng phải tìm cách giữ nó lại. Tất cả chỉ vì tiền. Tất cả chỉ vì tiền. Điều đó đúng, nhưng không phải là đúng cho mọi lúc. Đây nè, cô tưởng là tôi cần những thứ này lắm mà. Trả cho cô đó. Trước kia quả thật có lúc tôi cần đến nó, đến cô. Nhưng bây giờ tôi đã ngán đến tận cổ rồi. Anh kìa, sao anh nóng quá vậy? Hở một chút là đòi đi à? Anh hết thương em rồi sao? Buông tôi ra. Không, trừ phi anh giết chết em thôi hả? Lại tôi thỏa mãn mọi điều kiện mà cô đưa ra. Tôi muốn trưa ngày mai cô gái đó phải sẵn sàng có mặt ở trong nhà tôi. Chỉ có bấy nhiêu, còn phần của tôi đâu? Tên luôn ở trong đó chứ. Làm sao có giá đó, thưa ông? Cô có nghĩ rằng cô lời quá mắc không? Không có gì là quá mắc đối với cuộc đời một người con gái. Hơn nữa, đây là em gái tôi. Tôi cũng xót xa lắm khi làm chuyện này. Cô thành lời sao nghe thương tâm quá. Thôi lượt rồi, lượt rồi, lượt rồi. Cảm ơn ông. Tôi tin rằng ông sẽ hài lòng và gặp hên qua người con gái này. Tôi cũng mong như vậy luôn. Nè, tôi sợ ông không đủ sức. Cô dám ca với tôi không? Cũng chừng lô số vàng. Tôi chỉ đùa thôi. Còn đây là giấy chứng nhận của bác sĩ. Hả? Cô chủ lao đó. Chúng tôi bao giờ cũng lấy chữ tín làm đầu. Chờ em một chút nghe. Tìm ai vậy? Ê, quen đó mà. Cô này là người quen, mấy anh mới tới nên chưa biết mà. Ai vậy ông Bảy? Bảo vệ mới đó. Cô Lan đi đâu vậy? Dạ, trả mấy bộ đồ diễn thời trang cho chị Thanh. Chị có nhà không? Mới về, đang nói chuyện với cô Thảo ở trong phòng đó. Cô lên đi. Nhớ chờ em nghe. Mời anh vô nhà chơi. Dạ. Dạ thôi, dạ con không dám đâu.
Ngày mai em bắt đầu đi làm rồi đó Thảo. Vậy hả chị? Ừ, ở cái chỗ bán hàng mỹ nghệ đó, họ đã chấp thuận rồi. Còn chuyện này nữa, ông chủ ở đó muốn gặp em trước khi vào công việc đó. Ông chủ là ai vậy? Ông Bang. Cái hôm em đang tập thời trang, ông có đến xem với chị đó. Em nhớ rồi. Ông tốt lắm, chị chưa thấy ông chủ nào mà hào phóng như ông hết. Chưa chi mà ông đã ứng tiền cọc cho em nè. Cái gì vậy chị? Bang. Trời ơi, sao nhiều vậy chị? Ừ, công việc ở đây lương cao lắm, của công ty nước ngoài mà, bởi vậy chị mới chọn cho em đó. Chứ còn trình diễn thời trang với con Nhung, con Lan cũng dễ mang tiếng lắm. Cô chưa trả đồ à? Không gặp cô Thanh sao? Chị đang bận. À, hay thôi, cháu nhờ ông Bảy gửi trả giùm cháu nghe. Vậy hả? Ừ. Con chào ông Bảy. Con về nha ông Bảy. À, anh mang gì giùm ba má em, nói em vẫn khỏe mạnh. Ở đâu vậy? Tiền công người ta ứng trước, bữa nay em đi làm rồi mà. Sao nhiều vậy? Ừ, ở đây lương cao lắm, chủ nước ngoài mà. Nè, chia tay lẹ lẹ lên nha. Anh đừng làm chị mất lòng. Đến bây giờ em hoàn toàn công nhận chị là một người tốt, chị lo cho em từng chút một, kể cả chuyện tình cảm của tụi mình nữa, anh cũng biết đó. Thôi, đừng lo lắng làm gì nữa, lát nữa anh về Sài Gòn liền, có phải không? Anh Hiền đâu? Đang tắm ngoài biển với Nhung và Lan, lát nữa anh sẽ ra đón nó. Ghê hả? Thôi em đi nha, bye bye. Lên xe đi. Mỗi chủ nhật nhớ cho thăm em nha. Hai đứa tụi em lúc nào cũng như keo, gỡ không ra. Đi đâu đây? Nhà ông Bang. Chị Nhung ơi, nhìn nè, coi tác phẩm của em đẹp chưa? Ê, nằm im, chưa xong mà. Tội nghiệp chị quá, đi làm nghề này mà lúc nào cũng nghĩ tới con. Thôi, mình vô đi, lạnh quá. Xin lỗi Lan, tôi vô tình, tôi không có ý gì cả. Không thể trách anh được, dù sao em cũng chỉ là một con. Kìa Lan, tôi tin Lan có thể thay đổi, Lan có thể thành một người tốt, tôi tin như vậy. Để làm gì chứ, em không thể tự thắng mình lại được. Dưới mắt mọi người, em đã là một thứ nhơ nhuốc. Tôi không nghĩ như vậy. Nếu Lan thật sự coi tôi là một người bạn, thì hãy nghe những lời tôi nói. Không ai sinh ra là xấu cả. Em sẽ về Sài Gòn ngay bây giờ, với một điều kiện
Điều kiện gì? Anh phải luôn luôn coi em là bạn. Tất nhiên rồi, nhưng Lan không thể về ngay bây giờ được. Sao vậy? Bởi vì chiều nay Lan đi, biển nhớ tên Lan gọi về, rồi hồn liêu rũ lê thê, rồi bờ cát trắng đêm khuya, ngày mai Lan đi. Để lên ơi, để lên, mình về thôi, trưa rồi, đi. Bữa nay mấy anh về hả? À, nãy giờ nó lo đi từ giả Thảo. Bữa nay cô ấy đi làm nên không ra đây chơi được. Bữa nay sẽ thấy mày vui vậy? Lại Thả đâu rồi? Buông ra, buông tôi ra, để tôi vào chứ. Mấy người giấu Thảo đâu rồi? Buông ra, buông ra, mấy người giấu Thảo ở đâu? Nhà của chủ cho phép mới được vào chứ. Buông ra, để cho tôi vào. Buông ra, buông ra. Chuyện gì vậy? Chị Thanh, chị mang Thảo đâu rồi? Ủa, Thảo đi làm rồi. Anh vừa chia tay với nó ngoài phố, còn hỏi gì nữa? Đồ lao, chị đã mang cô ấy đi bán là đã kể hết cho tôi nghe rồi. Có đúng như vậy không? Chị trả lời đi. Chị Thanh, hãy nói đi, lão bàn là ai, nhà lão ở đâu? Tôi không biết gì hết. Anh đừng tới đây phá rối như vậy. Chị Thanh, đứng lại. Còn đòi gặp Thảo nữa không? Thảo, 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 thử đi nghe con. Cô Thảo lại đây.
À, mời cô ngồi. Chị Thanh đi đâu mà lâu vậy ông chủ? Hồi nãy có ai gọi điện thoại, chắc lại có công việc gì nữa rồi. Cô ấy luôn luôn bận rộn. Thôi, trong khi chờ lại, mình cứ lân ly uống mừng công việc mới của cô Thảo ha. Alo, công an đó phải không? Đi đâu vậy? Alo. Sao rồi Thảo? Khốn kiếp, tụi mày đã làm gì Thảo? Thảo bị thuốc mê, may mà tôi đến kịp, chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra hết. Anh là Khanh, tài xế ở nhà này. Vâng, mời anh theo tôi vô trong nhà làm việc. Thảo, Thảo, Thảo. Anh Minh. Thảo. Vô. Anh Minh. Sao em lại ở đây?
Cô phải tin khốn nạn nữa đã. Không không, em không sao cả. Em không sao cả. Kìa, sao anh lại cười? Anh Minh, có chuyện gì đã xảy ra rồi phải không? Không, không, không có chuyện gì xảy ra cả. Thôi, vô hết đi. Thảo, em không sao cả. Mọi cái đều sẽ tốt đẹp. Còn say còn ngất ngây cũng quên lời ca buồn hiu tan tác tình đã lìa xa. Theo niềm tin thủy chung son sắt tình có nhạt bay. Ngày mai dù có xa cách chưa quên vẫn luôn gọi tên người dấu yêu, hãy cho mộng mơ.